Đội hình của bên phía đội FB có cho mình hai bệnh đà, và tương tự bên này top F13 cũng có cho mình sở hữu hai bệnh đà. Họ đã có mục tiêu của mình và đây là những tình huống xông và phá từ cái bang. Cái bang của bên phía top F13 đang có một hướng di chuyển liên tục vào để có thể phá vỡ đội hình đối thủ. Nhưng bên phía đội hình của FBI thì lại đang cho thấy một lối chơi tập trung. Họ đang đi cùng với nhau. Lượng máu thì nói là rất đều đây. Cái bang đã có tín hiệu bắt người, nhưng đồng đội có vẻ như chưa dồn đau hợp lý, vẫn chưa để hùng được thành tiên của đối thủ. Trong khi đó thì đồng đội đã chết tới 4 người rồi và chết 3 người bạn. Đây sẽ là một tình huống quá khó. Chúc mừng FBI với chiến thắng vừa rồi, và các thành viên FBI hãy ngồi nguyên tại chỗ. Các thành viên FBI hãy ngồi nguyên tại chỗ.